Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy trên tùy tụng nguyện tỏ như lai ngày nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh đại tập những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật quyển 4. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát khi biết rõ về phép tắc tu hành để xác lìa chỗ tối tâm, đạt được sự sáng suốt? Không nhờ người khác mà được trí tự nhiên, mau đạt đến trí nhất thiết trí của Đại Thừa. Này thì Nam, nếu Bồ Tát đối với sự thực hành phép tắc về tất cả các hạnh mà không thoái lui, không lay động thì đạt được sự sáng suốt và là sự sáng suốt về trí tuệ tự nhiên của chánh pháp. Cùng gọi là trí đối với pháp, không chướng ngại có thể xa lìa chốn tối tâm, đạt được sự sáng suốt, không nhờ người khác mà đạt được trí tự nhiên. Vì sao? Chỉ khi Bồ Tát ấy rồi vào chỗ sáng tỏ của trí tự nhiên thì chiếu soi rõ ràng quyết định đối với hữu tình cho đối với pháp ấy, không nhờ vào người khác, mau chóng đạt được trí nhất thiết trí. Khởi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: bậc trí giải thoát các kiến chấp, đầy đủ phước đức trong sinh tử, rồi vào thiền định liệt các tướng, hồi hướng bồ đề không cùng tận, đầy đủ hành trang nhất thiết trí, trí vô biên, tánh tựa hư không, không có sắc, tướng không có pháp, thì đạt đầy đủ nhất thiết trí. Nên niệm Phật vượt qua sinh tử, tâm bí vị ấy không tán loạn, không chấp sắc tướng và dòng họ. Như vậy gọi là niệm Như Lai, thể tánh các pháp lìa tham dục. Trong làng tịch tỉnh thường phi ô tướng, nếu xa lìa đối tượng duyên dừa, như vậy mới chính là niệm pháp. Vô duy chẳng nhiễm thường giải thoát, như vậy gọi là niệm tăng già, tất cả của cải cho vật dạng đều đem bố thí không tham đắm, thanh tịnh không tư duy phân biệt. Như vậy gọi là niệm về xã, giới vô vi không còn lậu hoặc, lìa thân biệt ý chẳng đổi dời, chẳng sinh ba cõi không chỗ nương, là chánh niệm về giới vô lậu, cho thiên tịnh cơ thể trong sạch, ở trời đau xuất nối pháp hương. Như vậy là niệm thiên thanh tịnh, chẳng bao lâu nữa ta cũng vậy. Nếu giữ gìn chánh pháp của Phật, không nên chấp giữ tạo phiền não, pháp và phi pháp đều giải thoát, đó là giữ gìn pháp chư Phật. Chư Phật đã chứng tướng Bồ Đề, giữ gìn pháp ấy cũng như vậy, biết được bản tế không cấu nhiễm, đó là giữ gìn pháp chư Phật. Ngã thanh tịnh nên chúng sinh tịnh, bậc trí tu hành pháp thanh tịnh, vì tâm chúng sinh luôn trong lành, nhờ hành như vậy để thành tựu, chẳng làm đoạn diệt còn hữu tình, cũng chẳng thấy có tăng hay giảm. Vì họ thuyết pháp trừ kiến chấp, độ cho lượng chúng được thanh tịnh, nên nói các cảnh giới thế gian chẳng khác với cảnh giới Như Lai. Cảnh giới của Phật như hư không, cảnh giới thế gian cũng như vậy. Tất cả ngôn ngữ và văn tự đều như tiếng vang nơi hoang, nơi hang trống, trong ấy chẳng có đối tượng nghe, như vậy là đã đạt tổng trì. Thọ giữ tu tập và đọc tụng và nói hết ý nghĩa các pháp, không có ngã nhân và tướng pháp, đó là an trụ Đà La Ni. Giữ gìn tất cả pháp chư Phật, kéo dạo nói người nghe hoan hỷ, chánh niệm chẳng rời tam ma địa, do đấy nhất định được tổng trì. Tâm không loạn động đối với pháp, cũng không nghi hoặc ở nơi pháp, giống như Long Vương tu mưa lớn. Vì ấy thuyết pháp cũng như thế, không còn vướng buộc chẳng chướng ngại, có thể nói ngàn ức kinh điển chẳng có pháp tưởng về chúng sinh, được biện tài công đức thù thắng. Nương oai thần Phật nói diệu pháp, trong ngàn ức kiếp luôn thuận hợp, khiến tâm chúng sinh thường hoan hỷ, an rồi biện tài công đức Phật. Để biết nghĩa lý tất cả pháp, thế tánh đều giống như hư không, chẳng có người mạng và thọ quả, đó là giữ gìn chánh pháp Phật. Bản tánh chúng sinh đều tịch tỉnh, các pháp rốt ráo vốn không sinh, cảnh giới tha bà chẳng nhơ sạch, được vậy gọi là không buông luôn. Quán thế các quẩn đều nhân huyễn, tức thế tánh chân thật các pháp, rồi xấu xứ cũng như cõi vắng, có thể vượt qua ma năm uẩn, như mây nổi lên giữa không trung. Tất cả lậu hoặc cũng như vậy, siêng năng quan sát lý chân chánh, thì vượt qua được ma phiền não. Nếu biết vô sinh thường chẳng sinh, thì biết tịch diệt cũng chẳng diệt, pháp không quá khứ và vị lai, chắc chắn không bị tử ma hại, chẳng động chẳng tư duy nơi pháp, chẳng trụ bồ đề tưởng giác ngộ, khởi tâm cố chấp không ngã nhân, quyến thuộc thiên ma bị hàng phục. Thấy thức và trí đều bình đẳng, chẳng trụ vô vi và hữu vi, biết thế gian tâm như huyện hóa, gọi là chủng mạnh khó phục, không còn chấp giữ nơi bờ giác, nói pháp tu tập đều tương ưng,
độ chúng sinh, chẳng tưởng có nhân. Đó là bậc thầy của Bồ Tát. Quán xuất ba cõi như đồng trống, cũng như tánh không chẳng đổi dời, không còn đường hướng người cứu giúp. Đó là đại thương chủ thuyết pháp. Khéo giảng pháp hữu vô chấn thọ, biết pháp xưa nay thường thanh tịnh, bi và lý tịch diệt tương ưng, gọi là bậc thầy của Bồ Tát. Tâm lưu chuyển trước sau nối tiếp, hai tâm như vậy không hòa hợp, là tánh của tâm là thay đổi, là sự dũng mãnh của Bồ Tát. Thâu tánh các pháp vốn thanh tịnh, do trăng lấy nước như hư không, chẳng đắm nhiễm nơi các phiền não. Bồ Tát thanh tịnh thường khen ngợi, nên biết một pháp đồng các pháp, như huyễn dựng nén không chấp thủ, hư vọng vắng lặng chẳng thường còn, người ấy sẽ mau thành chánh giác. Khi Đức Phật giảng nói pháp môn quyết định này, có 72.000 nó cho ta hàng trời người khởi nó la ma hô la già đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 32.000 Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh, tam thiên đại thiên thế giới chấn động đủ sáu cách, ánh sáng lớn chiếu soi 100.000 chư thiên, rồi đổ các loại hoa xuống như mưa, đổ lên các loại âm nhạc để cúng dường, nêu kệ để khen ngợi. Vì các chúng sinh này đã được Như Lai dùng pháp ấn để ấn chứng, nên nếu người nào nghe pháp môn ấy thì sẽ phát sinh sự hiểu biết thù thắng, thọ trì siêng nói. Nếu theo đúng như pháp mà tu hành nhất thiết trí thì ở nơi cõi Phật này nên cung kính lễ bái để tự trang nghiêm. Vì sao? Vì Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời để diễn nói pháp môn quyết định bí mật này cho chúng ta nghe, chẳng phải vì sự thấy nghe của các chúng sinh khác. Bây giờ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp này xong, liền đạt được sáu pháp môn thiền định thanh tịnh. Bồ Tát dùng lưỡi báu mani giá trị bằng tam thiên thế giới che đức che trên Đức Phật để cúng dường, rồi chắp tay nhất tâm thưa: Bạch Thế Tôn, hôm nay Như Lai đã dùng trí vô ngại quan sát khéo léo hết căn tánh nơi tất cả chúng sinh, là do nói ý nghĩa sâu xa của pháp không hề chướng ngại, do đấy mà chúng hội đều rất hoan hỷ khen ngợi đại thừa. Kế các Bồ Tát khắp mười phương thế giới vân tập đến hiện có mặt trong chúng hội đều phóng ra ánh sáng thưa: Bạch Thế Tôn, nhờ Như Lai thuyết giảng pháp môn này, chúng con được lãnh hội khiến cho tất cả đều rất vui thích và hoan hỷ. Bây giờ trong chúng hội có vị Bồ Tát tên Tấn Biện hỏi Bồ Tát Hư Không Tạng: Thưa đại sĩ, tên đại sĩ là kho tàng như hư không, vị đại sĩ dùng hư không làm kho tàng hay sao? Bồ Tát Đại Hư Không Tạng đáp: Thưa nhân giả, tôi cũng là hư không mà cũng chính là kho tàng. Thưa đại sĩ, tôi muốn được thấy tướng sai biệt về kho tàng như hư không của đại sĩ. Thưa nhân giả, nếu tâm của nhân giả suy nghĩ về Phật gì thì tôi sẽ vì nhân giả làm cho trong hư không rưới xuống Phật ấy. Bồ Tát Tấn Biện nói: Thuở xưa tôi đã từng thấy trong thế giới liên hoa trang nghiêm của Đức Như Lai, ưu bà la cát tường có hoa sen nhất thiết quang minh biến chiếu. Hoa ấy lớn khoảng một cầu đô xá, có hàng ngàn cánh tỏa hương thanh khiết, mềm mại như bông ca chỉ lập na. Khi thân chạm vào có cảm giác rất dễ chịu, hương bay ngào ngạt khắp vô số trăm ngàn thế giới. Bồ Tát trong cõi nghe hương thơm hoặc thấy hoa, đều liền đạt định của sở nhân giả vì chúng hội này mà rưới xuống hoa ấy. Bây giờ Bồ Tát Tất Biện nhất tâm thanh tịnh. Thời gian chưa bao lâu, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng dùng diệu lực nơi thần thông, cụ y lực nơi gia sự giáo hộ của chư Phật, lập tức trong hư không rưới xuống loại hoa như vậy. Khi chúng hội thấy hoa ấy, vị nào cũng đạt được chánh định ái lạc hoa. Sau khi xuất định, họ đều đồng thanh khen ngợi Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: lành thay thưa đại sĩ, nhờ uy lực nơi trí tuệ của đại sĩ giáo hộ mà tất cả chúng sinh đều đạt được năng lực như vậy. Lúc này trong chúng hội có Bồ Tát Bảo Trang Nghiêm thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: Thưa đại sĩ, xin đại sĩ bề tôi mà vì và các chúng sinh mà từ nơi không trung rơi xuống bột phạt. Chưa dứt lời từ hư không trung, có vô số bột vàng tuôn xuống như mưa. Bồ Tát Bảo Trang Nghiêm lại thưa: Xin rơi xuống tất cả các loại châu báu. Chưa dứt lời lại có vô lượng vô số các vật báu, ngọc báu mani đủ tấm gọi và màu sắc rơi xuống như mưa: bông vàng, bạc, va lê, lưu ly, mã não, xích châu, ngọc báu màu xa la, ngọc báu cát tường, kế ta la, vô khấu, nguyệt quang, nhật quang, chiếu diệu,
Ngọc báo Châu Thắng, Thiền Bộ Quang, Hỏa Quang, Sa Cừu, Ngọc Bất Sơn Hồ, Ngọc Đế Thanh, Đức Tạng, Tịch Tịnh Quang, Trần Thanh Trược Thủy, Ngọc Báo, Bất Hoại, Quang Binh, Kiến Lập Nhãn, Toàn Chuyển, Thích Ca Lăng Già, Ngọc Báo Thắng, Đại Thắng, Oai Đức Sứ Thạnh, Cát Tường, Tạng Dương, Ngọc Báo Kim Cương, Nhị Thế Quang, Quang Vị, Trì Quang, Bán Nguyệt, Ngọc Báo Thiền Bồ Đàn, Thiền Bồ Châu Quang, Thiên Quang, Cử Hỏa Quang, Thắng Trang Nghiêm, Ngọc Báo Tức Nhiệt, Vô Nhiệt Não, Trừ Bệnh, Ngọc Báo Tịnh Nhãn, Tịnh Nhĩ, Tỷ Thiệt, Thân Ý, Ngọc Báo Chiếu Diệu Chi, Chiếu Diệu Thanh Quang, Hình Quang, Ngọc Báo Pha Oai Ca, Bạch Pha Chỉ Ca và Lưới Báo. Nói tóm lại còn vô số loại báo khác cũng tu xuống. Tên gọi của chư biên các loại báo như vậy, nếu nói trong một kiếp, cũng không thể nói hết được. Bây giờ lại có Bồ Tát Thời Dương, thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, tôi lại sẽ thế giới Thái Bà này có vô lượng chúng sinh, chịu nhiều khổ não bằng cùng đói khát, không có đồ ăn thức uống, quần áo rách rưới, bao kỳ không có y phục che thân, và các loại ngạ quỷ đói khát, tóc dài phụ thân, luôn nghĩ đến đàm giải, máu mủ. Xin đại sĩ thương xót các chúng sinh như vậy mà rưới xuống vô số các thứ y phục thức ăn để có giúp họ. Khi ấy Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nhờ diệu lực gia hộ của chư Phật, giữa hư không mưa xuống đủ loại đồ ăn, thức uống và nhiều y phục khác nhau, đủ trăm ngàn màu sắc, vô lượng chư biên không thể đếm kể, đều là loại tốt đẹp bậc nhất, mềm mại hơn cả loại tơ ca chi lật na. Khi thân xúc chạm có cảm giác rất dễ chịu, tất cả chúng sinh bằng cùng côi cốt và loài ngạ quỷ trong tâm thiên đại thiên thế giới, nhờ đồ ăn thức uống và y phục tốt đẹp này nên đều được no đủ. Bây giờ trong chúng hội lại có Bồ Tát tên Y Dương, thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, thưa đại sĩ, trong thế giới này có vô lượng chúng sinh mắc nhiều bệnh tật, lại không có người thân săn sóc, nên bệnh kéo dài triền miên, chịu nhiều đau khổ. Xin đại sĩ vì các chúng sinh như vậy đuổi xuống thuốc hay làm cho bệnh tật của họ đều được tiêu trừ. Chưa dứt lời, lập tức trong hư không mưa xuống vô lượng thuốc cam lộ với diệu, nhờ thuốc này mà tất cả những người bệnh uống giàu đều được bình phục. Là có Bồ Tát tên Tội Ác Thú, thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, thưa đại sĩ, xin đại sĩ vì lòng từ bi mà dứt trừ đau khổ cùng cực trong ba đường ác cho tất cả chúng sinh. Chưa dứt lời, lập tức ở giữa hư không phóng ra ánh sáng lớn chiếu đến các cõi địa ngục, ngoại quỷ, súc sinh, khiến cho các chúng sinh trong các cõi đó không còn đau khổ, được an lạc. Là ở trong hư không mưa xuống các loại dòng hoa, hương xoa, hương bột, phướng lọng, đèn đuốc, âm nhạc, nô tỳ, thể thiếp, đồng nam đồng nữ, do ngựa, xe cộ, nhà cửa, thành quốc, thôn ấp, làng xóm, cõi nước, cung điện, lâu đài, vườn hoa, cửa sổ, giường chiếu, xe kiệu, xe bốn bò kéo, 16 bò kéo, cho đến loại xe có ngàn bò kéo, đều từ hư không tuôn xuống như mưa, tất cả đều nhờ dự lực giáo hộ của Bồ Tát Đại Hư Không Tạng. Bồ Tát lại bảo đại chúng: Này Thị Nam, các ông hãy tùy ý lấy những vật dụng trên để bố thí, sẽ khiến cho chư vị thực hiện đầy đủ bố thí ba la mật. Đã có Bồ Tát tên là Giới Trang Nghiêm, thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, thưa đại sĩ đã rưới xuống bố thí ba la mật, sao lại không rưới xuống giới ba la mật? Chưa dứt lời, lập tức chư Phật và các Bồ Tát trong mười phương đều cùng khen ngợi công đức trang nghiêm của giới ba la mật. Từ hư không phát ra tiếng khen ngợi công đức trang nghiêm của giới, và tiếng khen ngợi công đức trang nghiêm của nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ ba la mật cũng vậy. Lại nghe trăm ngàn bài kệ của chư Phật, Bồ Tát khen ngợi các pháp không tăng không giảm, những pháp âm này mà thức tỉnh tâm thiên đại thiên thế giới, làm cho vô lượng vô số chúng sinh tu học về ba thừa đều được thành tựu. Lại có Bồ Tát tên Phổ Biến Quang Minh, thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, thưa đại sĩ, kho tàng hư không của đại sĩ chỉ thể hiện để làm lợi cho chúng sinh trong thế giới này, hay cũng có thể thể hiện những việc như vậy ở các thế giới khác? Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói: Thưa nhân giả, nhân giả đã đạt được thiên nhãn vi diệu thanh tịnh, hãy quan sát thế giới của chư Phật khắp mười phương thì sẽ thấy được những vật gì. Khi Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói xong, Bồ Tát Phổ Biến Quang Minh liền dùng thiên nhãn quan sát thấy vô lượng vô số thế giới khắp mười phương đã mưa xuống các vật báu, đồ ăn, thức uống, y phục nhờ cõi này không hề giảm bớt. Lại nghe trong hư không phát ra tất cả pháp âm vi diệu cũng không tăng không giảm.
Bây giờ Bồ Tát phổ biến quang minh thấy như thế rồi, khen là điều kỳ diệu chưa từng có. Để dùng kệ để khen ngợi Bồ Tát là hư không tạng, ta không thể nghĩ bàn, không thể suy lượng được. Nhân giả đã thể hiện vô số giật báo như vậy khắp tất cả các thế giới. Sư nhân giả dùng diệu lực nơi thần thông của Phật và năng lực hộ trì của nhân giả, khiến cho chúng hội này và tất cả chúng sinh trong những thế giới khác đều được thấy các loại báu như vậy, cùng được nghe pháp âm trong hư không. Vừa dứt lời, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng liền rơi xuống đủ loại báu, làm cho chúng hội và tất cả chúng sinh ở các cõi nước khác đều được thấy. Họ đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ con đang trong quạt phù ở thành Phương Xá cũng đến chỗ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng thưa: Chúng con, ngay đại sĩ có thể làm cho tất cả chúng sinh được mãn nguyện. Hôm nay chồng của chúng con đều đã qua đời, nhưng không biết là đi về đâu. Xin đại sĩ chỉ bày cho chúng con được thấy. Khế Bồ Tát Đại Hư Không Tạng vì 500 quả phụ liền vận dụng năng lực thần thông hiện ra tất cả hình tướng những người chồng của họ ở trước mặt mình, rồi bảo: Này các vị, hãy xem đây có phải là chồng của các vị hay không. Lúc này tất cả các quả phụ đều được thấy chồng của mình nên buồn vui lẫn lộn. Những người chồng ấy đều theo họ trở về nhà trong 7 ngày. Vì những quả phụ mà thuyết pháp làm cho họ đều được hiểu rõ, phát tâm vô thượng Bồ Đề, trụ ở bậc bất thoái chuyển. 500 quả phụ cùng đến chỗ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, nhất tâm đồng thanh, dùng kệ khen: Chúng con đã biết tướng các pháp là hiện hóa, tánh như hư không. Ngài vì chúng con thì hiện chồng, chúng con thành tựu pháp thù thắng. Vì các pháp này đều biến hóa, vốn không, không tâm, chẳng lấy động. Nhờ đấy thông đạt pháp vô lậu, vĩnh viễn không còn các phiền não. Cho nên đều phát tâm Bồ Đề, nguyện muốn cố giúp các chúng sinh. Mong Bồ Tát tỏa ký chúng con sẽ được thành Phật độ muôn loài, đồng hiệu thiện điều của Như Lai. Nhiều đời về sau tu các hạnh, chúng con được mơ diệu pháp này, vì thế xưng tán Đại Đạo Sư. Bây giờ lại có 500 người đàn ông sắp bị giặc giết hại, liền nghe trong hư không có tiếng nói: Các ông nên biết, có Bồ Tát tên là Đại Hư Không Tạng có thể ban sự không sợ hãi cho các chúng sinh sợ hãi. Các ông nên đến cúi đầu quy y, thì chắc chắn sẽ không bị hại. Khi đó vì lo sợ nên họ cùng nhau nhất tâm đồng thanh thưa: Kính lễ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng. Khi những người kia thưa nói xong, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng liền hóa ra 500 người từ hư không xuống, đứng trước những người kia rồi nói với giặc: Giết hại những người nghèo khổ đó làm gì, thì là giết chúng tôi đây còn hơn. Chúng tôi sẽ cho các ông y phục, chuỗi ngọc và các vật cần dùng để được đầy đủ. Lúc ấy giặc liền giết những người được biến hóa, 500 người đàn ông kia đều không còn sợ hãi, liền được an ổn cùng nhau đến chỗ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, cùng đến chắp tay đảnh lễ dưới chân thưa: Hôm nay nhờ đại sư mà chúng con được bảo toàn tánh mạng nên đến đảnh lễ, không biết lấy gì để đền đáp ân lòng lớn của Bồ Tát. Cô xin Bồ Tát về chúng con mà nói pháp với diệu, chúng con sẽ cùng nhau thọ trì để được thành tựu hai hạnh lợi ích. Bây giờ Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói: Này thiện nam, các ông đã không còn sợ hãi, hãy nên phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì được thành tựu tự lợi và lợi ta. Bồ Tát nói xong, đồng thời họ đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, lại từ mình đem y phục hảo hạng giá trị hàng trăm ngàn dâng lên cúng dường Bồ Tát Đại Hư Không Tạng. Cúng dường xong, họ liền cúng dường tất cả chư Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn đều thọ ký cho họ, trải qua giai đoạn kiếp ở đời vị lai, tu các pháp phần Bồ Đề xong sẽ được thành Phật, đều có danh hiệu là Vô Bố Ý Như Lai, là bậc ứng cúng chánh biến tri. Lúc ấy Tôn giả sẽ đệ tử thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: Thưa nhân giả, nhân giả đạt được kho tàng như hư không này đến nay đã được bao lâu rồi mà không khô cạn, chu cấp cho tất cả mà không hề cùng tận. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng đáp: Ý của đại đức thì sao, đâu có hư không nào mà khô cạn. Không phải thế thưa đại sĩ, như vậy thưa đại đức Xá Lợi Tử, tự tánh của hư không là không cùng tận, công đức căn lành hiện có của tôi cũng vậy. Vì sao? Vì tôi là Bồ Đề, nên trong vô lượng kiếp đã tích chứa vô lượng chư biên căn lành, đều hồi hướng không cùng tận như hư không, cho nên chu cấp không thể hết được. Như đại đức đã nói, trong hư không này
Tôi đã thiết lập kho tàng trải qua bao lâu từ thời gian từ khi tôi phát tâm Bồ Đề đến nay? Kho tàng trong hư không ấy cũng lâu gần bằng vậy. Nhân giả phát tâm Bồ Đề bao lâu rồi? Đức Phật Thế Tôn biết thời gian ấy là gần hay xa? Tôn giả sẽ là tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đã hư không tạng để phát tâm Bồ Đề bao lâu rồi? Này Tỳ Nam, nếu ta nói đầy đủ thì hàng triệu người nghe rồi đều nghi ngờ. Tôn giả sẽ là tưởng thưa: Lành thay Bạch Thế Tôn, cô xin rủ lòng thương vì con mà khai thị. Trong hội này có số lượng chúng cũng đều khác ngưỡng. Cô xin giảng dạy khi tất cả đều được lòng tin thanh tịnh. Bây giờ Đức Phật bảo Tôn giả sẽ lợi tử: Ví như vi trần trong hàng hà sa số thế giới, mỗi vi trần là một kiếp. Lấy số kiếp, lấy số vi trần kiếp ấy là một lạc xoa. Lại có vô lượng ức lạc xoa số kiếp như vi trần. Lấy hết số kiếp như vi trần ấy, thời gian Bồ Tát Đại Hư Không Tạng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đến nay bằng số kiếp trên. Tôn giả sẽ lời tử: Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng lúc mới phát tâm đã gặp những đức Phật nào? Đức Phật nói: Lúc ấy Đức Phật xuất hiện ở đời, danh hiệu là Nhất Thiết Thắng Nguyện Bảo, Quay Đức Vương, cùng đủ người tôn hiệu. Như là ứng cúng chí biết tri, minh hạnh túc thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự đường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Hiện Nhất Thiết Phật Sát, kiếp tên là Bảo Trang Nghiêm. Này số lời tử, thế giới Hiện Nhất Thiết Phật Sát đã thành tựu vô số công đức trang nghiêm, dù ta dùng thỏa mãn một kiếp cũng không thể nói hết. Này sẽ là tưởng đạo tràng của Đức Phật ấy đã ngồi rộng hàng ngàn thế giới, đã có chúng Bồ Tát không thể tính kể làm quyến thuộc. Này sẽ là tưởng bây giờ trong thế giới đó có vua Chuyển Luân tên là Nhất Thiết Thiên Quán Đảnh Dương, ca trì tam thiên đại thiên thế giới. Nhà vua lại có cơ báu không thể nghĩ bàn, có 36.000 người con, tất cả đều là hóa sinh, có hai đức lớn. Thế giới của Đức Phật kia không có tên người nữa. Này sẽ lời tưởng Đức Phật ấy thọ mạng 100.000 kiếp. Vua Nhất Thiết Thiên Quán Đảnh đã qua 40 kiếp, luôn phụng sở Đức Phật. Trong một ngày, nhà vua dùng ngàn ức vật dụng hảo hạng, chất cao như núi Tu Di đã cúng dừa, nên phước đức đã tích tập không thể nghĩ bàn. Các con và quyến thuộc của vua đều phát tâm cầu đạo quả do thượng chánh đẳng chánh giác. Này sẽ lời tưởng vua Nhất Thiết Thiên Quán Đảnh lúc đó, ông đừng nghĩ là ai khác, nó chính là Bồ Tát Đại Hư Không Tạng này. Bây giờ Tôn giả sẽ lời Phật ưa: Và Thế Tôn, thật là kỳ diệu, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng mặc áo giáp không thể nghĩ bàn, cho đến ăn trú trong đại thừa, từ lâu xa mới có thể chứng đắc pháp hành oai đức như vậy. Đức Phật nói: Này Tôn giả sẽ lời tử, Bồ Tát Đại Hư Không Tạng đã cúng dường vô lượng hàng hà sa số các đức Phật. Ở các cõi Phật ấy tu tâm Bồ Đề thanh tịnh, nơi hàng hà sa số các cõi Phật tâm Bồ Đề luôn luôn thanh tịnh, nên chí nguyện thanh tịnh, hàng hà sa số chí nguyện thanh tịnh, nên gia hạnh thanh tịnh. Hàng hà sa số gia hạnh thanh tịnh, nên chí nguyện lớn mạnh thanh tịnh. Hàng hà sa số chí nguyện lớn mạnh thanh tịnh, nên bố thí ba la mật thanh tịnh. Hàng hà sa số bố thí ba la mật thanh tịnh, nên trì giới ba la mật thanh tịnh. Hàng hà sa số trì giới ba la mật thanh tịnh, nên nhẫn nhục ba la mật thanh tịnh. Hàng hà sa số nhẫn nhục ba la mật thanh tịnh, nên tinh tấn ba la mật thanh tịnh. Hàng hà sa số tinh tấn ba la mật thanh tịnh, nên thiền định ba la mật thanh tịnh. Hàng ngày sa số thiền định ba la mật thanh tịnh, nên trí tuệ ba la mật thanh tịnh. Hàng ngày sa số trí tuệ ba la mật thanh tịnh, nên phương tiện ba la mật thanh tịnh. Hàng ngày sa số phương tiện ba la mật thanh tịnh, nên tâm vô ngại, ánh sáng vô ngại đối với tất cả chúng sinh được thanh tịnh. Hàng ngày sa số tâm vô ngại, ánh sáng vô ngại đối với tất cả chúng sinh được thanh tịnh, nên lòng đại từ thanh tịnh, cho đến đại bi, đại hỷ, đại xả, trí đại thần thông, thân thiện ý thanh tịnh. Do hàng hà sa số tâm ý thanh tịnh, nên một tướng đại nhân thanh tịnh. Do nói rộng rãi 32 tướng đại nhân, như vậy cho đến tất cả các tướng đại nhân, cái căn lành đều thanh tịnh, để kho tàng hư không thanh tịnh. Này Tôn giả sẽ lời Phật, do đó Bồ Tát Đại Hư Không Tạng có thể thể hiện hết thảy các hạnh như Bồ Tát hư không. Này Tôn giả sẽ lời tử, với như hư không không cùng tận, tất cả các hạnh nguyện thanh tịnh của Bồ Tát này cũng không cùng tận như vậy. Vì thế gọi là kho tàng như hư không. Khi Đức Phật nói pháp này xong, trong chúng hội có một vạn Bồ Tát đạt các nguyện nhẫn đầy đủ như vô số châu báu trong kho tàng hư không. Khi ấy trong pháp hội
Bồ Tát Pháp Vương, thưa Bồ Tát Đại Hư Không Tạng, tôi xin được nghe tiếng Pháp vi diệu nơi hư không. Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nói, lành thay thiện nam, ở ngoài dốc lòng cung kính, an trú trong tâm hư không, khởi tưởng về bậc Đại Sư, tôi sẽ làm cho ông được nghe tiếng Pháp nhiệm màu. Khi Bồ Tát Pháp Vương và tất cả đại chúng đều nhất tâm chắp tay hướng vào hư không, cung kính đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Nhờ dự lực giác hộ của Bồ Tát Đại Hư Không Tạng nên từ hư không liền phát ra kệ, tâm ý dạy các pháp đều như cõi hư không. Này ta nói đôi phần, các ông hãy lắng nghe. Hư không chẳng thấy cao, cũng chẳng phân biệt thấp. Các pháp cũng như thế. Tánh chẳng có cao thấp, hư không chẳng có sinh, cũng không có sự diệt. Các pháp cũng như vậy, không hề có sinh diệt. Tánh hư không chẳng giảm, lại cũng không tăng trưởng. Các pháp như hư không, bình đẳng không tăng giảm. Hư không chẳng tối tăm, cũng không bị cấu nhiễm. Tâm tánh cũng như vậy, không tối tăm cấu nhiễm. Như ánh sáng nhật nguyệt, hư không chẳng vướng mắc. Tâm cũng như hư không, không ái cũng không nhiễm. Như gươm giáo không thể làm thương tổn hư không. Bồ Tát quán các khổ, không lo không sợ hãi. Như mưa xuống cam lộ, hư không chẳng vui thích. Đối với các danh lợi, Bồ Tát không đắm ưa, khe chê không dao động, vô vui tâm luôn tĩnh. Đại địa dù lay động, hư không vẫn thường trụ. Đối với pháp thế gian, Bồ Tát không phân biệt. Hư không lửa chẳng thiêu, Bồ Tát tâm Bồ Tát giác hoàn. Hư không lìa sinh diệt, pháp giới chẳng đến đi. Xuất hiện nơi hư không, các pháp nương tâm trụ. Hư không chẳng xác không, tâm tánh cũng như vậy. Hư không chẳng giả chanh, tâm ý thức cũng thế. Như hư không vô biên, đức bậc trí cũng vậy. Hư không dấu khó thành, hành bồ đề không tướng. Hư không chẳng giới hạn, tánh năm uẩn cũng thế. Bốn đại đời quá hiện, vị lai cũng đều không. Như hư không kiếp thiêu, khó đầy các chúng sinh. Năm dục gắn dấu tâm cũng khó đầy như vậy. Đức Phật nói pháp lớn, địa dục xuất thế gian, giáo pháp rộng không bờ. Như hư không vô hạn, tấu đạt pháp chân thật, không bỏ không chấp tánh. Biết tánh là không tánh, chánh kiến trụ cõi chân. Tánh âm thanh là không, tánh ngôn thuyết cũng thế. Tại pháp vốn không lời, không tiếng cũng không nói. Các pháp đều như huyễn, như mộng ảnh tiếng vọng, tịch tỉnh không gì bằng. Vì vậy nên ví dụ, pháp không tướng nói tướng, tướng năng sở đều không. Bồ Tát đạt chân như hư không chẳng thù đắc, không chấp giữ phân biệt, không giác ngộ ý luận, chẳng đùa các chúng sinh. Tánh như là Bồ Tát, chúng sinh vốn niết bàn, nghe vậy không sợ hãi. Mặc áo giáp dũng mãnh gọi là trụ bồ đề, giống như nhà ảo thuật, diệt bỏ sự biến hóa. Thật ra chẳng có diệt, sự độ sinh cũng vậy. Huyễn hóa và chúng sinh, các pháp Phật chẳng khác. Nếu ngộ đồng một tánh, hư không, không tự tánh là tánh. Bồ Tát hư không tạng đạt kho tạng hư không, các chúng sinh đầy đủ kho tạng không cùng tận. Do biên các công đức đạt kho thanh tịnh này, không có quán tánh các pháp. Tánh ấy không lay động nên biết tất cả pháp, nhân duyên hòa hợp sinh. Vì vậy không cùng tận, tạng pháp khó nghĩ bàn. Thế Tôn thường diễn nói bốn loại pháp vô tận, chúng sinh và hư không, tâm bồ đề pháp Phật. Như các vật ở đời có thể nói cùng tận, không pháp nào không tận, vì thế nói vô tận. Pháp hoàn toàn diệt tận, thể đều không cùng tận. Vô tận chẳng vô tận, vì vậy nói vô tận. Người nào nghe pháp này là Bồ Tát giác ngộ, liền biết người như thế mau trụ đạo bồ đề. Bây giờ nghe kể rồi, 8.000 Bồ Tát trong chúng hội liền đạt pháp nhẫn vô sinh. 1.000, 1.000, 2.000 vị trời ở trong hư không phát tâm cầu đạo quả vô thượng cho đại chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập, những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật quyển 4. Nguyện đem công đức này hướng cho khắp cả Bồ Tát đệ tử và chúng sanh đều trưởng thành Phật đạo.